Luna, rửa cái chén ăn của Tina sạch chưa ta? Cũng được đó, cũng sạch sạch đó. Rồi, giới thiệu với các bạn bổ sung dinh dưỡng cho Tina. Tina muốn gà mặt quà. Tina, nên thường cúng cho tiên là người ta cúng rau củ, trái cây. Bây giờ các bạn đã phân biệt được thần tiên là như thế nào chưa? Và rái cá chính là thần thú. Trời ơi, bỏ nguyên miếng xúc xích chổng ông ơi.